Chào bạn đến với chương trình review những chuyến khảo sát cùng công ty cổ phần kiến trúc Kisato. Tôi là Quân. Hôm nay rất vui lại được gặp lại các bạn trong cái chuyến hành quân thứ ba trong ngày đến với gia đình của bác Thá Anh Long ở Đông Hưng, Thái Bình, về đây để khảo sát thiết kế cho gia đình bác một cái ngôi nhà vườn để mà là nơi có thể là quây quần tụ họp của tất cả anh em trong gia đình các bạn nhé. Thì bây giờ mời các bạn hãy cùng chúng tôi về với quê hương Đông Hưng, Thái Bình. Từ đây trở lên đúng không? Từ mái tôn này trở lên. Vâng. Thế là cái trong khi mà hay là cho dưới đây đi nhỉ? Lở nhỉ. Cho lên trở lên. Đâu? Đấy. Đấy đất của bác là từ cái chỗ bác mép bể kia nhưng mà lên làm theo cái mép tường này thôi. Vâng, mép tường này đúng không bác? Tường này hắt lại này thôi. Hắt lại đằng này. Để lưu không còn lami em biết. Vâng. Chúng ta sẽ hắt từ đấy sang đây và lên trên này. Phải hết cả cái nhà bếp này. Thế thì trong quá trình mà mình thi công thì hai bác ở đâu? Ở đây cấp điện của nhà mình là cấp từ đâu bác nhỉ? Cấp điện. Vâng, cấp điện phía trước này. Cấp nước ạ. Cấp nước cũng ở phía trước. Vâng, bây giờ mình thoát nước bẩn thì thoát đi đâu bác? Ra hồ đây. Vâng, ok. Chào anh em, tôi đã có mặt khuôn đất của gia chủ chúng ta các bạn nhé. Đây là tôi sẽ xin quay, được phép quay là từ ngoài vườn vào luôn. Hiện tại thì cốt đường đang cao hơn cái cốt sân này các bạn này. Đấy, nên chúng ta phải đẩy nhanh cái cốt sân của chúng ta này lên để làm sao nó hài hòa. Vâng. Ở đây, đất này là hết đất đây đúng không bác? Vâng. Vâng. Bốn năm mươi phân nữa. Vâng. Dự kiến xây dựng một cái ngôi nhà vườn ở đây các bạn nhé. Và phát triển từ cái bể này lên này. Và phát triển là từ sau nhà này lên đấy. Thì khi khuôn viên này, nhà này sẽ vạ ra hết các bạn ạ. Thì hướng chính của chúng ta sẽ là 115 độ đông ngang nam sẽ ngay bên phía trước này. Phương án thì đất ở đây là đất nguyên thổ nhưng mà địa chất nó không đồng đều. Thì chúng ta sẽ hội chẩn là phương án móng làm sao là một là móng băng, hai là móng cọc, cho làm sao cho nó hợp lý, hài hòa các bạn nhé. Ok, tôi xin giới thiệu qua một lần nữa này. Đấy, bộ bàn thờ của gia chủ chúng ta các bạn nhé. Đấy, cũng khá rộng đấy. Ok. Chào anh em, sau đây tôi xin review lại quá trình khảo sát của nhà bác Thá Anh Long ở Đông Hưng, Thái Bình. Dự kiến xây dựng một cái ngôi nhà vườn mái Thái các bạn nhé. Với ok, còn lại tất cả các vấn đề các bạn sẽ thông qua anh Long là diện tích và tổng mức đầu tư thế nào thông qua anh Long các bạn nhé. Về cái công năng sử dụng trong nhà thì bao gồm như sau các bạn này. Công năng sử dụng bao gồm là một phòng khách cộng một phòng thờ này, bếp cộng một phòng ăn này, một phòng ngủ vợ chồng này là hai bác này, hai phòng ngủ cho các con này, có một vệ sinh trong nhà và một vệ sinh nhà tách ở ngoài. Ok, xác định phần lai cao lên cao, tôi xác định phần đất của nhà bác phía sau này. Ở đây có một điều chú ý là cái phần phạm vi phía sau này nó sẽ hơi sát ao nên cái địa chất sợ không đảm bảo nên gia đình đã xây dựng tách cái ao này cách vườn đất. Cái này là dự kiến là khoảng 3,5 mét các bạn. Ok, thì ngôi nhà được bố trí như sau. Ở đây toàn bộ tất cả là ngôi nhà cũ của gia đình sẽ dỡ bỏ, nhà bây giờ xoay hướng đông nam các bạn nhé. Ở đây sân vườn cạnh rất là đẹp, tảng rất là đẹp. Cái cổng này hơi bé thôi các bạn nhé. Thế thì ở đây hướng cấp điện là từ trước này, cấp nước và thoát nước sẽ ở từ sau này. Đấy. Và địa chất thì đây mặc dù là vẫn là đất thổ lâu năm nhưng mà do địa chất không đồng đều nên ở đây xung quanh đây rất nhiều nhà là bị có hiện tượng nứt tường, nứt cổ cột rất nhiều, chứng tỏ là cái lún nó không đồng đều các bạn ạ. Nên chúng ta phải bàn cái phương án móng cấp kỹ, nhất là có thể đạp thẳng nó lành thì lại phẳng, còn hoặc là nữa thì tiết kiệm hơn thì chúng ta sẽ là bắc để nó hài hòa phù hợp. Các điểm giới hạn như sau: ở chỗ mép bên này là nhà xóm gọi đấy, nên ở đây chúng ta sẽ xây sát mép cái nhà phía sau này luôn đấy. Còn bên này là trừ hay không thì lúc đấy các bạn sẽ tính toán là sẽ cho phù hợp. Và gia đình có cần thiết một lối đi ra sau nhà này để đi ra sau vườn trong nhà này không, hay là đi hẳn trong nhà, thì đấy ta sẽ làm việc trực tiếp với khách hàng để làm sao hiểu rõ khách hàng hơn các bạn nhé.
và tất cả mọi vấn đề các bạn đều thông qua chỗ Long, con trai ruột của bác Khá. Ok. Thank you.